Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ là lớp gạch 25-40 nha cô chú anh chị các bạn. Thì mình vừa qua mình cũng ốp làm những bức tượng này, thì mình để là bằng cái bàn chải hột. Rồi, đây là bàn chải hột nữa nha. Nhưng mà do cái tường này mới thở trước tô á, nó không được chuẩn. À, nên mình không có sử dụng đó, mình sử dụng là ba găng cưa. Rồi, thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm mình ốp gạch 25-40 từ bằng một cái ba găng cưa đối với cái tường mà không được bắn nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào. Để mình làm một bức tường nhanh chuẩn là mình sử dụng ba găng cưa đối với bức tường lồi lõm nha, không được thẳng. Rồi, thì mình mời cô chú anh chị bạn xem. Thấy có hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người xem nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.
Thì do gạch mình ngâm nước nha cả nhà, cô chú anh chị và bạn ha, thì dán cái bức tường thì nó rất là dơ, tại vì do là gạch này là men, đất nung chứ không phải là đá. Còn nếu mà gạch mình đá thì mình không cần dúng nước luôn, thì mình dán cái bề mặt nó rất là sạch. Nhưng mà gạch này thì không ngâm nước là không được nha, cả khi mà mình dán keo không, không pha hậu dầu vẫn hút nước bình thường nha. Thì những các bạn lên nó xem nó sao dán bức tường nó rất là dơ, sao người ta dán sạch thì nó cũng phải hai trường hợp, gạch men đất nung thì nó phải ngâm nước là mình nó phải dơ. Còn như gạch mà đá, mình đá bột đá đó thì không rút nước thì mình nên không có ngâm nước thì cái miếng gạch nó rất là sạch. Thì cô chú anh chị và bạn xem thì cũng phải để ý rõ rõ nha. Thì với cái chú mà ở Vĩnh Long đã có xem kênh của con đó, thì cái gạch con đang dán là gạch men đất nung đó, thiền ceramic đó là men đất nung. Còn một cái loại kia là gạch đá là để dán bề ngoài, ngoài tường thì gạch đá bột đá mình phải dán mình để cho hạn chế nó thấm nước và đóng gông đó. Thì của chú chị và bạn xem mà thân ảnh mình nha, nó sao dán bức tường nó quá dơ. Đất nung nè, cái này là đất nung đó, nó có cái bột này là để chống chống chảy mặt men này nha.